Xin chào các bác ạ. Em mới về một chiếc Sumitomo 3 tấn. Hôm nay em cho lên sóng ạ. Em thử tải cho các bác xem video Sumitomo 3 tấn sản xuất 2009, số tự động dịch càng ạ. Em cho ra thử tải ạ. Trên này thì sử dụng động cơ 4D98 giống Komatsu đấy ạ. Giống Komatsu đang dùng đời cao đấy, 4D98. Sumitomo 3 tấn ạ. Cho ra thử tải rồi. Đang lấy tì 3 tấn Sumi. Dịch càng. Chết luôn. Máy rất chết. Bác có nhu cầu xe 3 tấn. Alo, cho em có hotline ạ. Trên này em vừa về, xe rất đẹp. Máy móc nguyên bản đẹp. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.